Hello, xin chào các bạn. Và các bạn đón xem video mình giới thiệu hai loại cây phong thủy mình đang sở hữu cũng như là công ty mình đang phân phối. Đây là cây phát tài. Phát tài đối, phát tài khúc ha các bạn. Cây này thì là một loại cây phong thủy. Cây nội thất, các bạn có thể để trong mát, để trong phòng làm việc, để trong văn phòng hoặc để quầy lễ tân, để phòng khách ở nhà vân vân. Cây này có thể để ngoài nắng nhẹ được ha. Một tuần các bạn tưới nước cho tôi khoảng 2-3 lần. Một tháng thì có thể chúng ta bổ sung thêm phân bón cho cây. Nếu chúng ta nhìn thấy cây nó có dấu hiệu chuyển vàng, lá xanh không còn đậm nữa. Cây này thì nếu mà các bạn không chăm sóc không kỹ, không tốt đó, thì nó sẽ bị thối cái đoạn này nè. Nó sẽ chết và phục hồi rất khó. Chúng ta phải dưỡng để nó nảy được lại những cái mầm này rất khó. Ví dụ như đây nè, nếu chúng ta chăm sóc không kỹ thì nó sẽ không ra được những cái mầm mới và nó sẽ chết dần. Thì khi cây mà có dấu hiệu mà nó xuống cấp như thế này thì các bạn phải liên hệ với công ty để cho các bạn như kỹ thuật, các bạn sẽ tư vấn cho các bạn là chăm sóc như thế nào, hoặc là phải cho các bạn cho cây ra ngoài nắng một chút vân vân, bổ sung chất dinh dưỡng như cắt tỉa ha. Những cái lá khô như thế này chúng ta cắt, gỡ ta cắt nhẹ nhàng thôi, chúng ta đừng có giật là nó gãy những cái mầm, những cái nhánh thì nó cây nó không đẹp. Bụi thì chúng ta có thể lau ha, ta phải chăm nó như là một mình yêu thương nó, giống như là mình chăm sóc trẻ con vậy đấy. Và các bạn nếu mà ở chung cư hay ở nhà ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, các bạn cũng nên để những cây có trong nhà để nó tạo ra cái oxy ha, nó thu hút tài lộc và cũng như tạo điều kiện cho con cái mình nó tiếp xúc và nó học chăm sóc cũng như nó yêu thương cây cối, và để xa các cái màn hình điện thoại, game, máy tính vân vân, có những giờ thư giãn cùng gia đình chăm sóc cây, trồng cây. Hiện tại cây phát tài cũng như cây kim tiền cái bên đây của mình được phân phối và bán lẻ cho thuê tại công ty cổ phần Greencopter. Website là greencopter.vn. Chúng tôi có cái app mà các bạn cũng có thể sử dụng trên điện thoại để các bạn có thể xem trên đó, đặt mua online hoặc là thuê, hoặc là liên hệ với nhân viên tư vấn. Chúng tôi là công ty chuyên cung cấp giải pháp cảnh quan, làm đẹp, thiết kế thi công cảnh quan, sân vườn hồ cảnh quan, và dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, cấp cứu cây xanh, dịch vụ làm vườn thời vụ theo ngày hoặc là theo tháng, theo quý, theo năm. Thì các bạn có nhu cầu như thế nào thì chúng tôi sẽ tư vấn, đưa ra các giải pháp để làm sao phù hợp nhất cho các bạn, để các bạn có thể có một cái khu vườn đẹp, thư giãn, tái tạo nguồn năng lượng sau những ngày mệt mỏi, hoặc là chúng ta thư giãn sau những ngày cuối tuần làm vườn, chúng ta có lại một cái nguồn năng lượng tích cực để chúng ta tiếp tục chiến đấu ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ sản phẩm cũng như là đánh giá sản phẩm, đánh giá dịch vụ để chúng tôi cải thiện ngày một tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.